Xin kính chào tất cả các anh em. Hôm nay mình xin chia sẻ với các anh em về nguyên lý hoạt động và cấu tạo bên trong của MOSFET. Là MOSFET như trên hình các bạn đang thấy là loại enhancement GaN. Loại này được sử dụng chủ yếu chiếm đa số. Ngược lại có loại enhancement là loại depletion là hầu như là không gặp. Và ngược lại của GaN là kênh B thì cũng rất ít gặp. Đây là cấu tạo bên trong của MOSFET. Nó có bốn chân nha các bạn. GDS là ba cái chân nó lòi ra, còn chân thứ tư, chân B, nghĩa là cái lưng đồng của nó. Thường thì nhà sản xuất sẽ nối S và B thông với nhau, vậy nên nó bốn chân, nhưng mà cũng coi như còn có ba. Bên trong của nó là ba lớp bán dẫn xếp theo thứ tự là N, P, N. N được nối vào S, P được nối vào lưng, N tiếp theo sẽ được nối vào chân D. Và cái quan trọng nhất của con MOSFET đó chính là cái lớp cách điện giữa chân G và con MOSFET. Đầu tiên là chân G. Chân này được dính vào con MOSFET nhưng không nối trực tiếp mà có một lớp ngăn cách. Lớp này là lớp oxit và nó có tác dụng cách điện. Khi có xung kích ở chân G, điện áp dương sẽ đặt vào bên trên chân G và điện áp âm sẽ được đặt vào bên trong của MOSFET. Lúc này chân G của chúng ta nó là cái bản cực dương của tụ điện và cái lớp cách điện là cái lớp oxit và các con MOSFET chúng ta là cái bản cực âm của tụ điện. Vậy nên người ta nói MOSFET là cái linh kiện điều khiển bằng điện áp bởi vì nó không có dòng điện không thể đi qua chân G được do có cái lớp cách điện. Bởi vì chân G nó hoạt động như cái tụ điện nên nó sẽ các bạn kích mà không xả thì nó sẽ duy trì điện áp ở đó, nó sẽ dẫn hoài. Vậy nên khi sử dụng MOSFET người ta phải có con điện trở xả. Khi hết xung kích thì điện trở xả nó sẽ xả hết điện áp trên bản cực dương, tức là trên chân G. Và vì cái lớp cách điện này làm từ oxit nên người ta đặt tên con MOSFET của chúng ta là metan oxit. Khi có xung kích ở chân G, điện áp ở chân G sẽ gây ra điện trường, nó hút các điện tích ở cái lưng, ở cái thân con MOSFET, làm cho con MOSFET hoạt động. Nó hoạt động nhờ cái hiệu ứng điện trường này nên người ta đặt tên nó là transistor hiệu ứng trường. Tiếp theo là chân D. Chân D được nối vào cái lớp băng dẫn loại N. Chân này là chân S. Chân này nó cũng được nối vào lớp bán dẫn loại N nhưng nó khác chân D ở chỗ là chân S được nối với cái lưng. Nếu mà nó không được nối vào cái lưng á, thì con MOSFET nó sẽ có cái sự đối xứng D và S, nó đối xứng có thể hoán đổi cho nhau nhưng bởi vì S nó nối vào cái lưng nên nó mất cái tính đối xứng này, chúng ta không có hoán đổi được. Chân cuối cùng là cái chân B. Chân này nó ít người biết tới bởi vì nó được nối chung với S thì coi như nó là chân S. Chân S tên tiếng Anh của nó là short. Nếu các bạn Google chữ short vô tiếng Anh các bạn sẽ thấy là short là nơi bắt đầu của nguồn nước. Ở đây con MOSFET của chúng ta chân S là nơi bắt đầu của các hạt mang điện. Vậy nên nó là cái nguồn phát sinh hạt mang điện nên nó được đặt tên là short. Còn nếu các bạn Google chân D, D tiếng Anh là drain. Nếu các bạn Google chữ drain thì nó sẽ có là cái máng hứng nước. Thì dù nước nó chảy đi đâu nó cũng về cái máng. Drain là cái nơi kết thúc cuối cùng của dòng nước. Ở đây con MOSFET chúng ta chân D là nơi kết thúc cuối cùng của những cái hạt mang điện. Những cái hạt mang điện dù nó có thể phát sinh ở đâu, cuối cùng của nó là cũng về chân D, nghĩa là drain. Đó là lý do người ta đặt tên nó là short và drain. Ngược lại nó cũng tương tự như bên transistor, chân emit là chân phát là để phát các điện tích. Điện tích có thể là dương và hoặc âm nhé. Còn chân C là chân thu là nơi nó gom các cái điện tích. Nhìn vào cấu tạo này các bạn có thể thấy là bên trong con MOSFET nó có giữa chân B và chân D nó có cái lớp bán dẫn PN chính là con diode. Mà bởi vì chân chân lưng của MOSFET nó nối vào S và nên là giữa giữa lưng và chân D nó cũng giống như là giữa S và chân D có một con diode.
là sơ đồ ký hiệu của MOSFET. Ba cái nét đứt này nó có ý nghĩa là đây là loại enhancement. Nếu mà nó là một nét liền thì nó là loại depletion. Còn cái mũi tên hướng về chân G nó chỉ đây là chân, đây nghĩa là MOSFET thinner. Cái mũi tên này nó có ý nghĩa là electron sẽ được hút về chân G. Còn nếu cái mũi tên nó chỉ ngược ra khỏi chân G thì đây là MOSFET loại B, có ý nghĩa là electron sẽ rời xa khỏi chân G khi có xung kích. Và cái nối ngã ba này nó có nghĩa là chân S và chân B, tức là chân S và chân lưng được nối với nhau thành một chân. Và đây con diode này nó nối từ S sang D, nó có nghĩa là con diode bên trong của MOSFET, cái lớp PN bên trong của MOSFET tạo thành con diode này. Đây là hình thực tế của con MOSFET ngoài đời. Như các bạn thấy là nó có ba chân là GDS và cái phía sau của nó gọi là cái chân lưng. IRF3205 là cái tên của con MOSFET, còn IOR là tên của công ty, logo của công ty International Rectifier, dòng chữ P128D. P có nghĩa là sản phẩm không chì, còn 12 nghĩa là năm 2012, số 8 là tuần thứ 8 của năm, D là cái mã của cái nhà máy sản xuất con này. Còn cái dòng cuối cùng là B9P0, đây là cái số lô, cái mã lô sản xuất. Cái hình cuối cùng này là cái sơ đồ sử dụng MOSFET. Thì bởi vì đây là MOSFET loại N nên nó sẽ được đặt ở phía mát, và tải sẽ đặt ở phía dương nguồn, và điện trở R2 là điện trở để xả cho chân G, và điện trở R1 là điện trở hạn dòng khi kích. Bởi vì chân G nó hoạt động như một cái tụ điện nên cái dòng kích của nó cũng như là cái dòng nạp tụ điện nó rất là lớn. Vậy nên nếu chúng ta mà kích từ trực tiếp từ vi điều khiển, bởi vì vi điều khiển là nó rất là nhỏ bé, những cái dòng của nó chỉ có vài miliampe nên nó sẽ không kích nổi cho con MOSFET, có thể là gây quá dòng, gây chết con vi điều khiển. Bởi vì vậy con điện trở này nó sẽ giúp hạn chế dòng kích. Đây là cái sơ đồ chiều dòng điện quy ước. Như các bạn thấy, chiều dòng điện quy ước là chiều từ dương sang âm, nhưng bản chất bên trong á, dòng điện là dòng chuyển dời của các electron bên trong sợi dao động, và nên chiều dòng điện và cái chiều của electron là hai cái chiều ngược nhau. Bởi vì MOSFET của chúng ta thì nó tùy loại N hoặc P và tùy theo cái lớp tiếp giáp, thì đôi khi cái hạt dẫn của nó là hạt dương, đôi khi cái hạt dẫn của nó là cái hạt âm. Thì các bạn phải hiểu cái chiều dương và cái chiều âm để đỡ rối. Còn MOSFET loại N của chúng ta nó có cấu tạo là ba lớp NPN xếp vào nhau, và nên ba lớp này nó sẽ có hai cái tiếp giáp, hai cái mối nối. Để hiểu cái nguyên lý hoạt động của MOSFET thì các bạn cần hiểu cái nguyên lý hoạt động của cái mối nối PN. Và mối nối PN là nó sẽ tương đương với một con diode, bởi vì con diode chúng ta có tạo bên trong nó chỉ có hai lớp P và N. Và mỗi mối nối PN như thế này nó sẽ có ba trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên là không phân cực, tức là điện áp hai bên P và N bằng nhau. Và trường hợp thứ hai á, là phân cực ngược, và trường hợp thứ ba là phân cực thuận. Ví dụ như ở đây là sơ đồ không phân cực, điện áp hai bên của nó bằng nhau, thì lúc này ở cái lớp nối ở ngay giữa, cái vùng này gọi là cái vùng mèo, tức cái vùng không dẫn điện. Bởi vì những cái điện tích dương ở bên lớp dương và những cái điện tích âm ở bên lớp âm, lúc mà nó tiếp giáp với nhau nó sẽ trung hòa với nhau, nó tạo thành cái lớp trung hòa điện tích không dẫn điện. Cái vùng này gọi là vùng không dẫn điện. Trường hợp thứ hai là trường hợp phân cực thuận. Lúc này điện áp dương được đặt vào lớp bán dẫn loại P, tức là dương, và điện áp âm được đặt vào lớp bán dẫn loại N. Lớp âm mà đặt vào cái âm nguồn thì cái hạt điện tích âm nó sẽ tràn ngập vào cái lớp N, và nó sẽ hút các hạt điện tích dương ở bên lớp B chạy qua. Ngược lại ở bên phía P thì nó được đặt vào cực dương, và nên các hạt điện tích dương từ nguồn nó sẽ tràn ngập lớp B và nó hút các electron bên lớp N qua. Nó làm cho cái lớp cách điện ở giữa càng ngày càng mỏng lại và biến mất luôn. Và các điện tích sẽ di chuyển qua theo cái lực hút của điện trường, nó sẽ tạo thành dòng điện.
Và nên khi lớp PN được phân cực thuận thì sẽ có dòng điện chạy qua. Trường hợp cuối cùng là trường hợp phân cực ngược. Lúc này lớp bán dẫn PN của chúng ta nó được đặt cái điện áp ngược, lớp N thì được nối vào dương nguồn mà lớp B thì được nối vào âm nguồn. Các hạt dương từ dương nguồn sẽ đi tràn ngập vào lớp N và nó sẽ đẩy cái điện tích dương ở cái lớp B ra xa, làm cho cái lớp trung hòa điện tích ở giữa nó càng ngày càng rộng ra, bởi vì những cái hạt dương nó đã đi xa. Và ở bên hướng ngược lại, bên âm nguồn, nó sẽ điện tích âm nó sẽ tràn ngập vào lớp P và nó đẩy cái electron ở ở trong lớp N ra xa, làm cho cái lớp trung hòa điện tích ở giữa nó càng ngày càng rộng ra. Bởi vì những cái electron nó đi mất nên nó trở thành trung tính, trở thành vùng nghèo cách điện. Và nên khi chúng ta đặt điện áp ngược lên thì cái lớp cách điện nó càng ngày càng dày ra và nó không dẫn điện. Ở đây là MOSFET của chúng ta, các bạn chú ý là S và B nó được nối với nhau thành một. Khi chúng ta cấp nguồn 24V vào thì nó chưa dẫn điện, bởi vì chân S và cái lưng là hai cái này nó có cùng một mức điện áp, tức là nó không phân cực. Ở giữa của nó sẽ có một cái màng mỏng cách điện. Còn giữa D và S, tức là giữa D và cái lưng, nó sẽ có một cái lớp cách điện rất dày bởi vì nó phân cực ngược. Để MOSFET hoạt động, chúng ta sẽ phải kích chân G. Như ở đây chúng ta kích nguồn 12V vào chân G, lúc này chân G nó thành cực dương của tụ điện. Và cái lớp oxit màu xanh lá cây sẽ là cái lớp cách điện và cái thân của MOSFET sẽ là cực âm. Và nó hút electron về phía của nó. Do hiệu ứng điện trường nên là chân G nó sẽ hút electron về phía nó. Sau khi nó hút được rất là nhiều electron, cái electron là tập trung rất là nhiều về phía chân G, nó sẽ thành một cái cầu nối nối thông giữa S và D. Lúc này con MOSFET chúng ta nó sẽ dẫn điện. Khi không còn xung kích ở chân G thì điện áp ở chân G biến mất, hiệu ứng điện trường nó cũng biến mất. Và cái kênh dẫn này nó tồn tại là nhờ cái lực hiệu ứng trường, và bây giờ nó cũng biến mất. Và khi đó con MOSFET chúng ta nó trở thành trạng thái bình thường, là trạng thái không dẫn điện. Bởi vì cái kết nối giữa hai cái chân này là những cái hạt điện tích âm, vậy nên nó gọi là kênh N, hoặc là tiếng Anh là N channel. Và đối với MOSFET, khi nó dẫn điện thì nó sẽ dẫn hai chiều các bạn ạ. Vì cái kênh này khi nó hình thành thì nó sẽ cho dòng điện từ D sang S và từ S sang D. Vậy nên người ta test MOSFET là bằng cách kích điện áp vào chân G và đo DS, SD, cả hai chiều kim đều lên. Và khi ngắt MOSFET thì đo nó chỉ lên đúng một chiều là từ S sang D. Bởi vì khi ngắt MOSFET thì lúc này cái kênh biến mất nên nó chỉ còn dẫn một chiều từ S thông qua con diode bên trong đi qua D. Đối với MOSFET thì nó dẫn hai chiều, nhưng các bạn không thể đổi được hai chân DS cho nhau được. Khi các bạn đổi chiều cho nhau á, ví dụ như D thành D á, thì lúc này bên trong con MOSFET nó có con diode, nó sẽ luôn luôn dẫn, hay con MOSFET chúng ta nó sẽ là thành con diode chứ nó không còn là MOSFET nữa. Thì cái chia sẻ của mình về cái cấu tạo của MOSFET hy vọng là sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về cái nguyên lý hoạt động, cũng như vì sao người ta gọi tên của MOSFET là transistor hiệu ứng trường oxit kim loại.